Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa nhật lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Mời anh chị em đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu trả lời rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng cha vì cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn vâng lạy cha vì ý cha muốn như vậy mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta và không ai biết con trừ ra cha và cũng không ai biết cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an, vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Anh chị em thân mến! trong cuộc sống bình thường đã xảy ra những chuyện thật là phi thường. Một người mẹ xót xa nhìn đứa con 7 tuổi chưa một lần được bay nhảy với bạn bè. 7 tuổi, thưa anh chị em, là 7 năm gắn liền với giường bệnh và thường xuyên phải truyền máu vì em bị bệnh quái ác, tan máu bẩm sinh. Sau một thời gian điều trị tại các bệnh viện, đến tháng 6 năm 2016 được biết về một số phương pháp có thể giúp con mình thoát khỏi được canh bệnh này. Chị Trần Thị Hoa, 27 tuổi, quê ở Bình Thuận, đưa con ra Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương tại Hà Nội điều trị. Khi nghe thông tin từ bác sĩ điều trị cho biết, con của chị có cơ hội khỏi bệnh nếu tiến hành ghép tế bào gốc. Chị rất mừng. Niềm vui vừa chớm nở đã bùi bị dập tắt khi nghe bác sĩ nói để có thể tiến hành ca ghép tủy này chỉ phải có 600 triệu. 600 triệu đồng một số tiền quá lớn vượt quá khả năng của chị. Thế nhưng thưa anh chị em, với trái tim của một người mẹ, chị đã đi đến một quyết định khó ai nghĩ tới. Chị rao bán trái tim của mình và có người đã bằng lòng trả chị số tiền 600 triệu. Chị tâm sự: Tôi yêu thương con trai hơn bản thân mình và có lẽ không có điều gì khiến tôi có thể lấy con mình ra để đánh đổi những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định cuối cùng là từ bỏ tất cả hy sinh bản thân để mong con mình được sống tôi không thể làm được gì ngoài việc bán trái tim của mình hiến các bộ phận nội tạng giác mạc mắt của mình tôi chấp nhận chấp nhận chết để lấy 600 triệu đồng nhằm ghép được tế bào gốc điều trị cho con được sống. Người mẹ đã bán trái tim để cứu con mình. Thưa anh chị em, còn Chúa Giêsu đã trao cho nhân loại trọn trái tim của người để nhờ đó mà nhân loại được cứu thoát. Vâng, thưa anh chị em khi vâng phục thánh ý cha ngôi ai thiên chúa xuống thế làm người mặc lấy thân phận con người mặc lấy trái tim bằng thịt với trọn vẹn nhịp đập như bao người và trái tim đó chưa một lần dành riêng nhịp đập cho riêng mình nhưng trái tim của ngài dành trọn vẹn cho nhân loại cuộc đời dương thế của chúa giêsu chỉ có 33 năm. Hết 30 năm dành để chuẩn bị cho công cuộc cứu chuộc nhân loại với những thao thức mong sao tới ngày hiến tế để nhân loại sớm được cứu thoát. Và thưa anh chị em, ba năm rao giảng công khai đó là những tháng ngày miệt mài rong ruổi trên các nẻo đường để kêu gọi con người sám hối ăn năn trở về với con đường nẹo chính không chỉ là miệt mài rao giảng dạ, nhưng còn là hành động với trái tim của một con người một người cha đầy lòng thương xót để cứu vớt để chữa lành những bệnh nhân khốn khổ để ủi an đỡ nâng những con người yếu hèn thấp bé để tha thứ cho những tội nhân đang cần đến lòng bao dung để phục sinh kẻ chết mang niềm vui cho những tâm hồn đang đau khổ thất vọng và cuối cùng trái tim yêu thương đã hiến dâng trọn vẹn trên thập giá để mưu cầu sự sống cho muôn người quả thật anh chị em từ thập giá trái tim chúa đã mở ra để tuôn trào nguồn ơn cứu chuộc nói như đức thánh cha Francisco sự xót thương của thiên chúa dành cho con người chính là tình yêu nghĩa là thiên chúa trực tiếp tiếp xúc với sự khốn cùng của con người với sự nghèo nàn của chúng ta với khổ đau và sự âu lo của chúng ta phạm tù xót thương trong thánh kinh gợi lại lòng dạ của bà mẹ thật vậy người mẹ cảm nhận một phản ứng hoàn toàn là của bà trước nỗi khổ đau của con cái thánh kinh nói với chúng ta rằng thiên chúa yêu thương chúng ta như thế sự tận hiến trên thập giá vẫn chưa đủ để nói hết khối tình chúa dành cho con người nhịp đập con tim của chúa vẫn luôn khao khát mang lại sự tuyệt hảo cho con người và vì thế trái tim yêu của chúa đã không ngần ngại để cho mình được nghiền nát hầu trở thành lương thực nuôi dưỡng cho bao tâm hồn lữ hành trên dương thời ôi tình yêu Chúa thật cao vời khôn vị và trái tim Chúa quả thật là một nguồn suối tình yêu vô tận để nhân loại chạy đến hầu được nghỉ ngơi bồi dưỡng nhìn lên thập giá thưa anh chị em chúng ta chiêm ngưỡng một trái tim rộng mở bởi ngọn giáo của tên lính để những giọt máu cuối cùng còn đọng lại trong trái tim được đổ ra chúng ta nhớ lại lời thánh Gioan Minh Định Đức Giêsu đã yêu thương họ đến cùng vâng tình yêu Chúa dành cho con người không bao giờ cạn kiệt yêu đến cùng để thấy được trái tim Chúa chẳng bao giờ ngừng đập yêu thương bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng nói như Thánh Thomas Aquino Thiên Chúa toàn năng vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, chậm bất bình và đầy sự khoan dung. Vâng, nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta đọc được lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người sự sống, phục sinh con người từ cõi chết. Chúa luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót. Ngài chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng ngại đến với Ngài Ngài có một trái tim nhân hậu Nếu chúng ta bày tỏ với Ngài những vết thương trong lòng mình Tội lỗi của mình Ngài luôn tha thứ cho chúng ta Trong bài dạng lễ Tấn Phong Các Tân Hồng Y ngày 15 tháng 2 2015, Đức Phan Cô đã nói như sau. Con đường của giáo hội luôn luôn là con đường của Đức giê -xu, của lòng thương xót và hội nhập. Tiếp đón người con hoang đường, chữa lành mọi vết thương của tội lỗi, săn tay áo lên dẫn thân, chứ không thụ động nhìn nỗi khổ đau của thế giới. Đổ tràn đầy lòng từ bi của Thiên Chúa trên tất cả mọi người. Ra khỏi đàn chiên để đi tìm các người ở xa, trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Vì thế Ngài nhắn nhủ Thánh tâm Chúa Giêsu diễn tả tốt định tình yêu và lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa đối với con người. Nó là suối nguồn của ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chúng ta hãy học biết sống khiêm nhường và thương xót đối với tha nhân. Anh chị em thân mến Trong những ngày qua cả thế giới rung động Bởi cuộc biểu tình phản đối kỳ thi chủng tộc George Floyd Người đàn ông da màu được cho là đã tử vong Sau khi bị cảnh sát dùng thủ thuật trấn áp Đè gối lên cổ trong suốt gần 9 phút Sự việc xảy ra ở Mỹ nhưng tác động toàn cầu Thậm chí gây chia rẽ lớn trong dư luận đứng trước sự kiện đó đức thánh cha Francisco đã khẳng định chúng ta không bao giờ dung thứ hoặc nhắm mắt làm ngơ trước nạn phân biệt chủng tộc nhưng cũng không thể chấp nhận bạo lực ngài nhấn mạnh bạo lực chẳng mang lại điều gì và có nhiều thứ mất mát chúng ta chỉ có thể tìm thấy chân lý và bình an khi chúng ta nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, bởi nơi đó chúng ta hiểu được rằng để loại trừ sự kỳ thị và bạo lực, để cuộc sống của tất cả mọi người được an vui thì chỉ có lòng thương xót. Vâng, chỉ có lòng thương xót mà Đức Giêsu đã bày tỏ từ trái tim được mở ra trên thập giá. Lạy Chúa, mượn lời cầu nguyện của giáo hội để được thân thưa xin chúa nhận lấy trót cả con người của con và biến đổi con nên chính chúa xin làm cho đôi tay con nên đôi tay của chúa đôi chân con trở nên đôi chân của chúa và trái tim con nên trái tim chúa amen